Tuyết Cương trước khi lấy vợ trẻ biểu hiện bất thường, biệt tích, gọi điện không nghe. Vừa qua, nghệ sĩ Tuyết Cương đã bất ngờ làm đám cưới tại quê nhà với sự xuất hiện của một số nghệ sĩ nổi tiếng. Điều này khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì trước giờ Tuyết Cương không hề công khai bạn gái. Diễn viên Trịnh Minh Dũng, một đàn em thân thiết của Tuyết Cương, đã tiết lộ một số biểu hiện bất thường của anh trước khi lấy vợ. Tuyết Cương biệt tâm biệt tích, gọi điện không nghe. Nghe tin Tuyết Cương lấy vợ, tôi và nhiều người trong giới nghệ sĩ chấn động dữ dội. Tuyết Cương giấu dữ lắm, trước đó không cho ai biết ông ấy có bạn gái. Lúc trước Tuyết Cương và Cát Tường hay đi chung để quay vlog nên mọi người thường hiểu lầm, cứ tưởng họ là một cặp. Ai cũng muốn hai người họ về với nhau để hỗ trợ nhau vì họ xứng đôi vừa lứa. Bởi vậy nên đợt này Tuyết Cương cưới vợ, nhiều người tiếc vì không phải Cát Tường. Tôi đọc bình luận mà mắc cười vì tôi biết chị Cát Tường không thể nào có một người bạn trai như Tuyết Cương. Tuyết Cương chỉ có thể là bạn Cát Tường mà thôi. Tuyết Cương không phải đối tượng để Cát Tường lấy làm chồng. Tôi nhớ có một clip Tuyết Cương ngồi với Kiều Ngân khiến ai cũng tưởng đây là bạn gái mới. Nhưng không phải, hai người họ chỉ đi chung với nhau mà thôi. Có một thời gian cách đây một tháng, Tuyết Cương có biểu hiện bất thường, biệt tâm biệt tích, gọi điện không bắt máy. Chỉ thấy Tuyết Cương đi hoài, xuống miền Tây rồi quay YouTube đăng lên. Dạo gần đây Tuyết Cương có nhiều điểm lạ lắm. Lúc trước Tuyết Cương ăn mặc rất xòe xòa, để râu xồm xoàm, nhìn rất già và cũ kỹ. Nhưng gần đây Tuyết Cương bắt đầu ăn mặc, đầu tóc chỉnh chu, gọn gàng hơn. Tôi chỉ nghĩ Tuyết Cương đã có chút thay đổi, không hề biết Tuyết Cương sắp cưới vợ dù chơi chung nhóm với nhau. Tuyết Cương không hề mời tôi dự đám cưới. Sau một tháng biệt tích, Tuyết Cương mới quay trở lại Sài Gòn và tôi được gặp Tuyết Cương cách đây ít hôm. Trong buổi gặp mặt đó, tôi có hỏi Tuyết Cương sao mất tích thì ông ấy nói về Cần Thơ kiếm người yêu. Tôi lại cứ tưởng Tuyết Cương nói đùa. Đến giờ tôi mới nhận ra trong một tháng mất tích đó là Tuyết Cương về miền Tây thăm người yêu thật rồi bàn bạc chuyện cưới xin. Gần đây tôi có nhờ Tuyết Cương quay vlog chung thì ông ấy cơ bận đi Cần Thơ rồi. Tôi thắc mắc không biết làm sao mà Tuyết Cương đi Cần Thơ nhiều thế. Ông ấy chỉ nói đi quay, tôi đâu ngờ vợ ông ấy quê dưới Cần Thơ. Cát Tường có lẽ cũng biết Tuyết Cương lấy vợ nhưng giấu. Hôm nọ chị Cát Tường gọi điện hỏi tôi ngày 10 tháng 4 có rảnh không thì xuống miền Tây với chị ấy. Cát Tường không hề nói về miền Tây gì đám cưới Tuyết Cương. Tôi thì bận đi Đà Lạt quay phim nên từ chối. Cát Tường cũng không nói gì nữa nên tôi không hề biết 10 tháng 4 là đám cưới Tuyết Cương. Đến tận hôm 10 tháng 4, tôi coi trên Facebook mới bất ngờ khi thấy ảnh đám cưới Tuyết Cương, vội gọi ngay cho Cát Tường. Tuyết Cương không hề mời tôi về đám cưới, chỉ nói với Cát Tường và mấy người thân thiết mà thôi. Ban đầu Tuyết Cương chỉ định làm mấy bàn thôi, về sau phát sinh thành mười mấy bàn. Ai cũng bảo tính Tuyết Cương như thế thì con nhỏ nào dám lấy. Tôi vô cùng bất ngờ khi biết tin Tuyết Cương cưới vợ. Tự nhiên hôm qua tôi lên Facebook thấy hiện ra bao nhiêu hình ảnh về đám cưới Tuyết Cương với sự xuất hiện của các anh chị thân thiết như Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cương. Tôi tá hỏa luôn, không hiểu Tuyết Cương lấy vợ hồi nào mà tôi không hề hay biết. Trời ơi, Tuyết Cương cưới vợ mà tôi còn không biết ông ấy cưới vợ. Tôi bất ngờ vì tôi cũng là một người em chơi với Tuyết Cương. Từ trước tới giờ, trong tất cả các mối quan hệ, khi Tuyết Cương đi chơi, đi nhậu, đi sinh nhật hay đi đám cưới, đám giỗ, đều chưa bao giờ giới thiệu bạn gái cho mọi người biết. Tôi không hề biết Tuyết Cương có bạn gái, thế mà đùng một cái lấy vợ. Tôi nghĩ may ra chỉ có chị Cát Tường biết được người bạn gái của Tuyết Cương vì hai người đó quá thân. Tôi cũng thân với Tuyết Cương nhưng chỉ dưới dạng em út thôi nên không hề biết chuyện Tuyết Cương có bạn gái. Trong lúc đi chơi chung, ngồi với nhau, Tuyết Cương cũng tâm sự về gia đình, cuộc sống, hoàn cảnh của ông ấy ra sao. Nhưng ông ấy nói đến đâu thì tôi biết đến đó thôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người bạn gái nào của Tuyết Cương hết. Tôi cũng biết Tuyết Cương số đào hoa, có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng trước những cô gái mình thích, Tuyết Cương chỉ cười hề hề vô duyên, không hề tán tỉnh lại. Tôi không ngờ sự vô duyên đó lại là thế mạnh của Tuyết Cương. Có thể trong mắt những cô gái đó Tuyết Cương lại duyên dáng. Ai cũng nghĩ Tuyết Cương ế rồi. Việc Tuyết Cương có vợ thực sự chấn động cả showbiz. Ai cũng nghĩ Tuyết Cương ế, dù đào hoa. Mọi người trong giới đều nghĩ Tuyết Cương không bao giờ lấy được vợ vì ông ấy có nhiều tính nết khó như keyboard, tiết kiệm, không bao giờ chịu bỏ tiền khi đi chơi, ăn uống. Mỗi lần đi cà phê, ai trả thì trả, Tuyết Cương đều đứng dậy đi về. Tuyết Cương rất tiết kiệm, mọi người trong nhóm đều biết tính đó nên quen luôn. Một lần hai lần người ta còn nói, nhưng quá nhiều lần như thế nên người ta quen luôn không nói nữa. Ai cũng bảo cái tính Tuyết Cương như thế thì con nhỏ nào dám lấy. Ai cũng nghĩ mấy cô theo đuổi Tuyết Cương chỉ là lúc đầu, quen một hồi thấy Tuyết Cương không chịu nhả ra cái gì thì cũng tự động dạt ra. Có người còn khẳng định 100% rằng Tuyết Cương sẽ không bao giờ lấy được vợ. Thậm chí trên kênh YouTube của tôi có người còn đồn Tuyết Cương thuộc cộng đồng LGBT, tưởng ông ấy BD, không bao giờ lấy được vợ. Chính vì thế tôi vô cùng chấn động khi nghe tin Tuyết Cương lấy vợ. Đám cưới của Tuyết Cương đậm chất miền Tây.
Tiết Cương lên chức chú rể nhìn cũng đẹp trai, không đến nỗi già nua như thường ngày. Cô dâu cũng dễ thương. Tiết Cương cưới vợ mà cả showbiz chấn động. Nhiều người gọi cho tôi còn tưởng đó là tin vịt. Tôi gọi điện cho chị Cát Tường mới được xác minh là thật. Mọi người cứ nghĩ Tiết Cương không thể lấy vợ, nhưng giờ thì ông ấy đã lên xe hoa rồi.